chuyến đi này tao có cảm giác lành ít dữ nhiều. Đó là câu nói mà Lệ sĩ Quang Minh đã nói với hai đồng đội của mình. Tháng 6 năm 1978, ba chàng trai Hà Nội là Lê Thái Thọ, Quang Minh và Nguyễn Phú Long lên đường nhập ngũ khi tròn 18 tuổi. Nơi họ đến là chiến trường Campuchia để tiêu diệt đội quân diệt chủng Khmer Đỏ. Trước khi ra trận, họ đã lập một lời hứa trở về dù còn hay là mất. Trước sự khốc liệt của cuộc chiến, như dự tính được điều chẳng lành, chàng lính trẻ Quang Minh nói với hai người bạn thân, cũng là hai người đồng đội của mình rằng: "Tao có cảm giác chuyến này đi lành thì ít, giữ thì nhiều, cho nên nếu đứa nào còn sống thì phải có nhiệm vụ ghi nhớ phần mộ và báo về cho gia đình." Sự ác liệt của cuộc chiến đã khiến cho rất nhiều người lính không trở về. Liệt sĩ Nguyễn Phú Long hy sinh ngày 27 tháng 7 năm 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Trà Võ, Tây Ninh. Còn liệt sĩ Quang Minh, hơn 40 năm qua anh vẫn nằm lại biên giới Campuchia. Mặc dù người đồng đội của anh là Lê Thái Thọ cùng gia đình đã hết sức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tháng 10 năm 2018, cựu chiến binh Lê Thái Thọ tiếp tục quay trở lại chiến trường Campuchia để tìm người đồng đội năm xưa đã nằm lại, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Đứng nơi đây tại đất Campuchia nhưng vẫn không thể tìm thấy đồng đội, ông bật khóc: "40 năm nay, tao luôn mong đưa được mày về tổ quốc, nhưng bây giờ tao không làm được, không có cách nào tìm được một phần nào đó. Mày ở đâu? Mày cho tao tạ lỗi, tao không thể đưa mày về được. Mày cho tao tạ lỗi, tao không thể nào đưa mày về được." Tao chịu rồi. Minh ơi!